Cái nào vậy? Cây đá hả? Cây đá thấy nó tại nắng gieo ngon hơn. Mà con nghĩ tắt đứt ngang đứt ngang này. Cái cải này khác cải này. Cái này cái xanh, cải này cái nhúng. Những lá nó toàn hơn. Tối nó còn ấy nó cắn. Con dế. Đó là mà xịt cái thuốc mũi nó đi thôi. Thảm mắt nữa con. Xin chào các anh chị và các bạn. Mộ bảy nói là mấy cây cải gỗ của mộ bảy có quá chừng lá, nhưng mà mộ bảy rủ là xay uống cho nó ngon, cho nó đẹp da, chứ ăn nó không đẹp bằng. Cái bữa nay mình như mộ bảy sẽ hái xay ra rồi uống xay chung nước dừa. Mà nghe đồn là cái món này ngon dữ lắm, chứ không phải là uống đẹp da không mà uống còn ngon nữa nha. thử rồi ấy nói đúng không? Dân hái nha. Cái này bự quá sáng các bạn. Lá gì gỗ này. Lấy cái gỗ đựng gỗ. Đi một thứ gỗ mà giờ nó cái lá vàng hết trơn nè, đỏ. Ê con sâu hả? Sâu bò dớt nè. Ôi lá quá chừng. Này tước phía đâu đây mà bãi tức vậy nha. Rồi lá vàng hết trơn rồi nè. Đáng tới chứ tới nè, thu queo vậy. Lên con quá trời cây bên đây nữa, lên con lại nữa đây. Cái màu hồi nãy quên đó, cục lưới buộc lại rồi, quên trở về rồi cục lưới với Dung. Thì sớm dọn ra chỗ nhà đó, nhà tắm. Cục lưới hả vậy? Quên nó gì. Mà cái tháng mưa mới xài mà. Được như đây rồi nè các bạn. Cây hái cây bên đây nữa. Thì mình qua bên kia mình hái cây bên kia. Cây đây mới bự nè. Ủa mình hái vậy là hái bự. Mà bà Dũng. Con lên nào Dũng. Dạ con mới lên thưa thầy. Vô cũng hái cải với anh Dung à. Nãy ngủ hay gì vậy không được à. Nãy mới đi tắm có quên điện thoại. Vô hái rồi bãi ơi. Hái cái gì giống? Dạ hái cái này nè. Uống xay uống cho đẹp da. Hái nước dừa. Ôi ôi coi cái lá nè các bạn. Cái lá nó bự nè, bằng cái gỗ luôn chứ không giỡn đâu. Cái con lên quá trời mình. Cái này nè. Giống lại mấy cây mà được nhiêu này. Cái này mới hai cây nhỏ nè mà bãi. Giống. Dạ, cái cây này uống cũng đẹp da nữa nè. Tía tô. Tía tô hả? Tía tô. Hay dữ lắm. Cái gì vậy? Cây nào cũng đẹp trời. Cây nào cũng đẹp da. Bên này còn cây nữa. Giòn quá trời luôn. Cái này mà bảy chiếc con nó tầm được rồi đó. Nó đợi mưa xuống nó chiếc cho nó. Không có. Đợi nó này chiếc cho nó dễ bị chết chứ. Mình xài cái cọng cứng này cũng được nữa hả Nhung? Dạ. Nè. Dạ. Tháng này thôi cải không có bận hôm tháng rồi. Được quá. Nhiều quá. Sợ nó bị hư mấy cái đọt nè các bạn. Cái mình tước nó nhẹ nhàng. Mấy cái cây dưới này là trồng được mà bảy ơi. Mấy cây dưới nó là rễ vậy. Giống cây bên đây nè Dung. Nè nè. Dạ. Có ba cái gì chùm cô bảy để làm sao? Cây với nước gì chùm mà. Chắc mát dữ lắm luôn. Nhiều lắm mà bảy ơi, cho em xin vài cây cải gỗ nha, hai cây. Xin hai cây con đi. Chút lấy. Về tòng cũng có say uống nè, một đám nè các bạn. Nè cái con nè. Trong cái thân cây cũng còn nữa nè Dung nè ha. Hả?
con cây này mình đem ra mình trồng chắc được, không có rễ nhưng mà nó sống á. Cái này là cái tía tô nè chú, mà bãi trồng được cây này hay nè, cây này khó trồng vậy hả? Người ta nói cái bị mụn thịt hay gì á, cái lá này giả nhuyễn này đắp lên đó hết á, rụng mất á. Vậy hả? Hay vậy? Mà bảy ra chăm sóc rau nè, tưới rau nè. Sao cái cây cà pháo 17 nó tới đó rồi nó sừng rồi vậy? Kỳ ta. Rồi, cái đó bị rầy mà bảy lấy xà bông á mà bảy. Xịt chết không? Còn không người nghe người ta kêu lấy xà bông á, người ta khuấy cái người ta xịt lên. Xong giặt đồ. Cái cây này cái gì định? Sợ giờ sợ dịch nó ăn nè. Nó gần mới cây này giống cây này gì vậy? Ngọt vậy chứ. Nào giờ mới thấy cây cải ngọt mà nó bự gì luôn á. Bự mà lá tùng do nè, giống như lá cải gỗ. Nè, cây này là cây cải hè nè các bạn. Còn cây này cái cải ngọt mà cái cải ngọt này nó lùn đủ mà. Bự này Dung. Dạ. Ăn được rồi phải ơi. Cây cải hè với cây cải ngọt đó là nấu được nè canh á. Tôi dở lên rồi. Ở trong vỏ vịt nó rẻ rồi đó. Trong cái đây nè Dung. Trời ơi, cái tiếng gà bự quá vậy. Cái mà dở này lên nè Dung, có thấy dịch dạng nằm nè. Hả? Trời ơi. À! Dịch nó mổ. Dịch nó mổ mà vẫn nhắm đầy cái chuồng nhỏ vậy nè mà chuồng vô được nè Dung. Trời ơi. Có mấy vịt con rồi các bạn. Bởi ngon mấy vịt con. Vịt cái nào? Vịt cái này mà xay với nước dừa chùm ngon còn gì bằng. À! Hai cái hư. Lâu này sao trẻ ra được hay mà bảy? Tự nhiên nứt gì ngang vậy hả? Nứt ngang tới ngang vậy. Kỳ vậy. Bể uống. Được không? Được. 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 Được.
Được rồi, được rồi. Đang thiếu thôi chứ nhà còn. Cái nhỏ coi vậy cũng có nước không phải? Cái nhỏ treo vậy cũng có nước á. Cái này bự luôn. Cái này nước á. Đồ cạp. Nha, lũng uống ra không? Mới cạp lũng rồi. Rồi đi chưa? Giờ mà khai cái dung lượng. Được quả khác. Coi cũng 17, 17 xay nghệ nè. Xay nghệ dòng tươi luôn. Nghệ, nghệ đỏ. Cái mày cũng thiếu. Ôi có cái muỗng nữa. Đó, đó để mình dĩa chứ. Thẩm kêu mà bãi mua cho mận cái gì vậy mà nó mua nó không nó quên. Thấy không cái muỗng. Cái kia. Cái muỗng mày học xuống. Cái này bãi vậy. Cái này không tới dao. Cái kia. Cái kia sai nó không vừa. Nè, cái lẫn như đây đi. Mà cái kia sai khô được. Còn cái khô được, cái này khô không được. Cái nào nó quên mất rồi nhà nó không mua cho mận luôn. Không nhớ. Không nhớ càng đó. Đó đi vô. Cái khác mở mắt hơn cái khác, cái 257. Thì có 899 nè. Thay lạnh như đây. Ừ, sao tới. Không hả? Uống đá. Đá thì cho mát. Đá cho mát. Rồi. Bát nước này xay tiếp không bác? Màu xanh đẹp ghê luôn. Nào bỏ dây. Đẹp hơn màu xanh lá dứa. Thay nhẹ dạng tươi. Rửa đấu ra vô nghệ. Nghệ đỏ bởi vậy Dung đâu ăn gì có nghệ đâu ăn nó ơi, ấy không ra giống gan mà không hút mà cái lửa dần dần nín luôn. Không dám uống ít nước không phải ít nước chế miếng nước thêm nước phải tới vào ít nước vừa chắc hồi chặt thêm quá lát mình lấy cái nước xay rồi nè mình chế vô à. Dung thông minh nữa ha. Này hai lần hả một? Một lần gì đấy? Cái gì? Không phải, nhiêu đây là hai lần. Một lần nhiều quá, quá tải. Ủa? Còn sai còn cuối nữa. Cũng được nhiều nước quá chứ. Nhiều dữ lắm á. Mà sai nữa là hai vậy lại đặc dữ lắm. Cái gì thì đặc. Để mình để nước đá vô vừa. Ta chặt thêm cái dừa nữa. Cái này nhanh lên nó nhanh nhuyễn thấy ghê chứ. À, còn mình xay rau má nó lâu nhuyễn mà nó bị lột cói nữa. Xong nó chỉ dưới dây làm dưới cổng dưới dây không nãy giờ thành nữa còn lần cuối cùng các bạn ơi nó còn kiếm rau má vậy xay rau má được xanh lắm giờ tại vì giờ chưa có mưa á chưa có mưa chưa có má rau má chưa có lần hai vườn mưa xuống dữ lắm. Thầy đậm dữ lắm. Đậm đen luôn. Mà bảy đâu có đồ lượt này mà bảy. Mua. Thôi giữ cái lượt. Thầy mới mua ăn lượt cái này nè. Vậy hả? Nhà thèn. Rồi.
trái nha. Nè, nó nhiều quá chừng như vậy thôi. Nó vậy sao rồi? Sao giờ mình bóp xuống quá. Bóp xuống vậy. Nó chảy ra nè các bạn ơi. Ở trong đây xác nhiều quá xuống nổi. Mình bóp xuống. Đẹp đó. Rồi. Đẹp quá ha. Ôi xin lẹ luôn. Giống y như cái nước gì của Hồ Thanh mình mua về nấu ngoài này trong sâm dứa. Sâm dứa. Rồi. Sâu nó ăn cái lá này cũng ra màu xanh. Ờ con sâu này xanh dữ lắm. Dạ. Mà trong bụng nó thanh lè luôn để nó ăn lá cải. Bữa hôm qua cái màu bảy uống cái lá tụ hú chung với mình là màu bảy ngủ được. Thử cái tối này màu bảy ngủ được nha. Bữa không có ngọt. Mày phải thêm miếng đường. Thêm đường không? Thêm đường. Thêm miếng đường nữa. Mà chắc nó không có ngon mà. Nói thay chung. Không phải. Không phải ý ta nói là mình để đường vô nó công dụng nó bị mất đi á. Mất không ta? Nhưng mà ngon nhưng mà nó không có ngọt. Nhưng mà nó hơi khó uống nha. Để miếng đường thì chắc ngon hơn. Cái này mới đặc quá. Đặc màu đâu uống ngon lắm. Màu này còn đẹp hơn cái màu xanh cái chai lá dứa nữa. Cái này làm lấy màu làm bánh chắc đẹp màu vậy. À. Mà sao nó có cái mùi này ngon. Ừ. Mùi cái đổ để vô. Uống đường không? Uống đường mật ong. Uống đường. Đường. Thấy nó có hơi có mùi mùi. Ừ. Giờ mình làm bánh rồi để vô cái mùi cái đổ. Khi chín á cái nó hết mùi. Chín đâu có mùi. Chín này mùi cải thấm. Bạn bỏ ở đây một bãi. Để cho bạn biết ha. Đây nè. Nó mà uống mà không có để được. Bãi sai có một lần nè. Chứ nó là... Tại mà bãi sai ít. Ừ. Mà nhiều nước dừa. Sai nghi à, mới sai nghi. Ờ lỏng le vậy. Sai nhiều nước dưỡng tái nước dừa sai lần. Hai dựng hai ba lá vậy. Mình uống cái gì quên nè, rau má á, quen rồi nó ngon hơn cái này nè. Từ từ cho nó quen thì nó cũng được ha, nó uống mà uống lần đầu nên nó. Nhưng mà con nghe nói là cái này là trị nám, trị tàn nhang rất là hay luôn, hay dữ lắm, hay luôn. Uống uống vài lần mà thấy hiệu quả luôn á. Rồi bỏ đường cũng dễ uống á. Ngon á. Cái này mình chưa có cho nên là mình uống nha, phòng ngừa. Uống rồi đều vậy rồi. Chắc lỗ quá. Ngủ quá. Ngon rồi bà lại. Màu xanh đẹp quá. Thấy còn màu xanh nó còn có gì chứ mà mình nấu chín chắc nó không có được xanh gì. Nó xanh thẳm hơn. Làm nó chín nè. Nhưng mà mình thấy cũng đâu có ai mà lấy màu xanh làm bằng cải rổ. Tại lá dứa hay gì thì có chứ còn nói lấy màu xanh cải rổ ra để làm màu thì mới chưa nghe. Tại nó có lá dứa người ta đâu có trời mấy cải rổ. Như cải rổ chục cái nhà chưa có cái nhà đồng. Hiểm. Khó trồng, lên một thời gian rồi mình không chăm nó chết à. Mình không chết ra. Nó già nó nổ chết. Ngon quá. Uống mát thiệt. Uống thấy là mát. Uống dễ hơn ăn. Ừ. Mình ngồi mình ăn sống, ăn hết nhiều đó cũng khó ăn. Ừ. Mình nấu canh. Nấu canh nó mất số dinh dưỡng bớt gì mà vậy. Nó không bằng ăn sống. Thì ví dụ mình ăn ký, mình nói mình ăn 2 ký. Nấu mình phải ăn nhiều hơn. Uống dễ, cũng như cà chua. Ừ. Mình xay lên 2-3 tái mình uống hết. Còn mình ngồi mình ăn sống 2-3 tái ăn lâu đó. Cà chua xay uống cũng ngon. Như rau má cũng vậy, rau má ăn sống, ăn đâu hết. Ăn đâu nổi đâu. Ừ. Cái cọng nó dây dắt nè. Ừ. Ăn dính.
mày xay cho nước ngon, mày xay đậu xanh mới ngon nè. Hai mà không có đậu xanh không ngon. Mát mấy chân đi vô. Mát à, mát mới tới đây à. Giờ tới chân rồi. Ly nữa mới tới chân. Trời ơi, vào luôn rồi Dung. Cậu Bảy không đem chuối về quá trời luôn. Trời ơi. Giữ cậu Bảy. Ở bên giường hả cậu Bảy? Trời ơi, nó mập kìa. Tôi đánh vào xả kìa. Cái buồn này là chuối sim đen nè các bạn. Bên đây là chuối sim trắng, còn bên đây là chuối sim đen. Chuối sim đen mà sao trái bự ghê vậy ta. Chuối sim đen thì ăn tốt hơn chuối sim trắng nữa. Mình nhìn mình biết cái màu xanh nó đậm hơn á. Mà mày uống biết răng có bị xanh không mày Bảy? Không có đâu. Mà thấy nha, mày Bảy còn không có. Còn có không? Không. Cả một chú nhỏ nó bỏ không rõ, con nó còn một cái để chở. Chừng nào anh đi bán? Đi chợ. Mình bán vậy có thể hỏi trước không mày? Bỏ bóp lại hay gì? Có bỏ vỏ cho dễ, còn một kia để nghe. Để chồng lên hai bồn cũng được nữa. Chồng vô, sao quá. Được. Mà có đồ làm mình nào chưa nha. Anh đi nhận cá, anh đi chết, cũng dạng chửi nè. Để cho ông tự làm đi. Mình chở chị khác, người khác chở chị khác nó dung. Ừ, thôi dạng chửi. Ngon quá, thêm ly nữa nha mọi người. Cũng hay, cũng hết rồi. Có quậy đường lên không? Quậy lên đi, nó chưa tan. Cũng lên đi à. Bà Bảy uống nữa không? Không, bà còn nhiều. Đánh về đi, bị tháo đi. Đánh về con để đá vô. Đánh thử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.